ngắm gió chiều ở trong cái ban công ở cái căn hộ này nè. Mấy khách ơi, bên phía tay trái em kìa, mấy khách có nhìn thấy gì không? Cái những cái áng mây á đi ngang qua nó che phủ cái đỉnh của cái tòa lan mắt 81 kìa. Và đây là cái cảnh mà rất là hiếm khi mà được thấy nha, và em cũng là lần đầu tiên mà em thấy á, đó mà chỉ có ở cái ban công này, ở cái hướng này mới nhìn được cái view như vậy thôi đó nha. Qua video á thì chắc là quý khách khi mà nhìn cái bộ này nè, cái bộ sofa này nè, thì
thì giờ quý khách cũng sẽ không nhận định được là nó là chất liệu gì đúng không? Nhưng mà theo mà em nhận nhận được á thì nó rất là da thật. Em không biết, nó là theo cảm nhận của em thôi. Bây giờ thì gió chiều quá ghê luôn á. Bây giờ thì xin mời quý khách cùng đi ra tham quan cái view ban công. Với cái view này em phải nói là cái view triệu đô luôn á, cũng là cái điểm đặc biệt hồi nãy á. Em có nói với quý khách đây. Đấy, ở phía bên này nha. Ở sau này á, em nhìn còn thêm ở bên trái đi, là chúng ta thấy được cái gì vậy? Đó là tòa tháp Landmark 81 nè. Đó là một điểm đầu tiên nha. Còn phía bên phải em á, bây giờ thì quý khách có thể nhìn là thấy là nó cái view nó không có được hoành tráng cho lắm, không có được đẹp cho lắm, nhưng mà cái chỗ bãi đất trống phía trước quý khách nhìn thấy á, thì sau này nó sẽ là cái tòa tháp 88 tầng, sẽ là tòa tháp lớn nhất Việt Nam, tòa tháp cao nhất Việt Nam đó quý khách ạ. Cho nên là cái view ở đây mà nhìn ra nó rất là có giá trị luôn nha, mà không có cảm giác là mình bị buồn, nó rất là sôi động luôn quý khách. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng tham quan khu vực phòng bếp nhé. Đầu tiên tất nhiên là tủ lạnh hai cánh side by side rất là to đủ để cung cấp nguồn thực phẩm cho cả tòa gia đình của chúng ta. Bàn ghế ăn nè, với bốn cái ghế, mặc dù là thiết kế rất là đơn giản nha, nhưng mà em thấy nó rất là chắc chắn nè, từng đường kim mũi chỉ đó, mà cái gam màu trung tính nó rất là mang tính đồng bộ với toàn bộ là cái không gian sống của chúng ta ha. Đây ạ. Khu vực bếp thì cũng có là những cái ngăn tủ trên cũng như là ngăn tủ dưới, sàn rửa, có cả mình là đun siêu tốc nè, lò vi sóng cũng như là lò nướng nè, bếp điện từ và hút mùi đều mang thương hiệu là Bosch đến từ Đức, rất là nổi tiếng. Sau đây cái nhà này em có mở cửa ra sẵn á. Wow, cái đi thẳng ra bếp á là cái chỗ mà mình giặt đồ phơi đồ, cái lô xăng này cực kỳ rộng nha. Có máy giặt sẵn luôn nè, mà cái thiết kế phơi đồ thì nó rất là độc lạ luôn á. Chúng ta đã xong khu vực phòng bếp cũng như là phòng giặt rồi, bây giờ thì chúng ta cùng đi tham quan phòng ngủ master, phòng ngủ đầu tiên trong căn hộ này nhé. Nào chúng ta cùng đi tham quan phòng ngủ master đầu tiên, ngủ đầu tiên trong căn hộ này nhé. Cũng như là phòng ngủ master của những căn hộ khác thì những cái nội thất và những cái cách bày trí trong căn phòng này thì nó cũng không có gì là nổi bật hết ngoài trừ cái view, cho nên là em điểm sơ qua để cho quý khách cùng tham quan một lượt nha. Còn cái view ở trong cái căn phòng ngủ này của chúng ta thì nó cùng ở trên trục cái view ban công rồi, cho nên là em cũng không cần nói nhiều nữa. Quý khách hãy chiêm nghiệm, quan sát cái video của em để cảm nhận ạ. Cũng có điều hòa thương hiệu Daikin rất là nổi tiếng, và đặc biệt là trong cái phòng master này của chúng ta là có TV cho tường nữa nha. Rồi vào trong nhà vệ sinh nè. Wow, khi mà bước vào nhà vệ sinh nha, em nhìn thấy cái bồn rửa nó y chang cái khách sạn 5 sao luôn quý khách, nó rộng như thế này nè. Và em quay rất là nhiều cái những cái căn hộ rồi thì hôm nay em mới chiêm nghiệm được là chỉ có nhà vệ sinh mà ở trong cái phòng master thì có cái mới có cái bồn vệ sinh đa chức năng này đó. Ngày hôm nay em mới chiêm nghiệm được mà em cứ quên nói với quý khách hoài à. Kế bên phòng ngủ master đó chính là phòng ngủ nhỏ, phòng ngủ thứ hai trong căn hộ này. Thì giờ mời quý khách vào đây tham quan với em phòng ngủ nhỏ này nha. Đó thì cũng giống như là phòng ngủ master, thì phòng ngủ nhỏ này của mình nó cũng có đầy đủ những cái trang thiết bị và nội thất rất là đẹp, nhưng mà đặc biệt cái view ở đây là mình nhìn rõ nhất là đó là cái tòa 81 nè, tòa Landmark 81. Đây là tổng thể cái tổng thể cái không gian phòng ngủ nhỏ, cái cánh tủ ngủ rất là lớn ha. Rồi sau khi mà mình đi bước ra khỏi cái phòng ngủ nhỏ này nè, thì đối diện đó nó sẽ là nhà vệ sinh thứ hai. Đây em quay cho quý khách cùng nhìn sơ qua một lượt nha. Cũng có cửa thông gió nè, và đây là khu vực phòng vệ sinh cũng như là sàn rửa. Em đang ngắm gió chiều ở trong cái ban công ở cái căn hộ này nè. Quý khách ơi, bên phía tay trái em kìa, quý khách có nhìn thấy gì không? Cái những cái áng mây á đi ngang qua nó che phủ cái đỉnh của cái tòa Landmark 81 kìa.
đây là cái cảnh mà rất là hiếm khi mà được thấy nha, và em cũng là lần đầu tiên mà em thấy á, nó mà chỉ có ở cái ban công này, ở cái hướng này mới nhìn được cái view như vậy thôi đó nha. Và chỉ một vài tiếng nữa thôi thì cái đại lộ ở phía trước mặt của chúng ta sẽ tấp nập dòng xe cộ, mọi người sẽ trở về ngôi nhà thân yêu của mình, và em cũng sắp kết thúc công việc để trở về. Và trước khi kết thúc công việc thì em muốn có đôi điều muốn nhắn gửi đến quý khách về thông tin trong căn hộ này. Thì căn hộ của chúng ta là có 2 phòng ngủ và có diện tích là 93m2, có giá thuê và cũng như là giá bán ở thời điểm hiện tại rất là rẻ so với là giá thị trường nha. Và rất là cực kỳ hợp lý nữa. Nhưng mà nếu như mà cái khách có nhu cầu muốn biết thêm chi tiết thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ đến công ty BNC của chúng em nha. Cuối video thì cảm ơn quý khách cũng đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.